Lời nói đầu tiên, Dương hậu chúc các nhà hảo tâm trong và ngoài nước thật nhiều sức khỏe. Lời chào trân trọng nhất hôm nay từ tượng nhà bảy trao phần quà của nhà hảo tâm ở Mỹ hỗ trợ học sinh nghèo vùng sâu. Thay mặt học sinh nghèo, Dương hậu cảm ơn em Trần Phạm Hiệp đã hỗ trợ chị này, chúc cho em được nhiều sức khỏe. Số điện thoại của Dương hậu là 0909098469. Cảm ơn quý vị đã dành vài phút xem chương trình này.